Ông Tư lại khóc rồi mọi người. Dạ. Đây, sau một cái Tết thì ở trên cái chiếc ghe này có hai cái chậu bông vàng thọ. Lũ khủ đó là những cái vỏ chai nhựa. À, ông xỉn quá cái ly nước trà. Chứ ông muốn nói gì cho mua Phật. À, ly nước trà ông uống rồi cái nó đưa vô cái miệng uống nó bị chảy nước qua bên đây đúng không? Rồi. Tự nấu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị khi mà xem kênh Bùi Hồ thì không quên được hình ảnh một ông cụ nhặt ve chai lên đê trên sông. Sau khi tìm được những đứa con của mình thì sau một thời gian đoàn viên thì ông cụ lại trở về lại vùng đất xưa sinh sống. Và đây là một cái chiếc ghe được Quý Mạnh Thường Quân mua. Và cô bác anh chị thấy được rằng là chiếc ghe này nó vẫn bồng bềnh như ngày nào. Và công việc của ông vẫn nhặt ve chai. Đó là ông Tư. Ông Tư ve chai mà từng gặp lại đứa con gái của mình, mà cô bác anh chị biết rằng là đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của cô bác anh chị xem kênh. Ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn trên cái con sông này. Và vẫn hình ảnh là một ông lão lưng còng lên đên trên ghe. Có cái thúng nào? Dạ, ông Tư. Ông Tư lại khóc rồi mọi người. Dạ. Đây, sau một cái Tết thì ở trên cái chiếc ghe này có hai cái chậu bông vàng thọ. Lũ khủ đó là những cái vỏ chai nhựa trôi trên sông được ông vớt mưu sinh. Một cây con sống vừa vập vô cái chiếc xuồng của ông á, từ một cái chiếc ghe lớn á, làm chiếc xuồng của ông nó lên đên như cái số phận của ông á. Bùi Hồ có dịp về lại thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang lại ghé đây thăm ông. Mỗi vật ngày nay tôi đầu tư năm nay. Dạ, mặc áo vô đi ông Tư. Ông Tư ơi. Dạ. Mặc áo vô đi ông. Lập mặt đứa con với mặt đứa cháu. Dạ. Vào thời gian cách đây hơn một năm, Bùi Hồ và mấy anh em cũng đã hỗ trợ ông Tư về tận Cà Mau để chung sống với chị Hường là con của ông. Tuy nhiên một năm sau thì lại trở về lại cái vị trí ban đầu, nơi mà cũng Bùi Hồ cũng đã từng gặp ông. Thật ra thì gặp cái hình ảnh này cũng khá là xúc động của bác anh chị. Vì với một cái tuổi đã cao thì không biết thời gian tới ông sẽ sinh sống như thế nào khi không có người kề cận chăm sóc á. Để cho ông Tư mặc áo vô tí xíu này, sau đó Bùi Hồ sẽ tâm sự với ông về cuộc đời của ông ở thời điểm hiện tại ha. Ồn ào trên mạng một thời gian thì sau này ông cũng lặng lẽ như những gì mà ông trôi nổi ở trên cái con sông này. Để em nằm để ra từ giả cổ trận. Ông Tư ơi, gài nút áo vô đi ông Tư. Dạ, để chút. Từ giả cổ trận. Cô bác anh chị còn nhớ một cái chiếc ghe rất là cũ kỹ và mục nát. Thay vào đó là một chiếc ghe mới từ Quý Mạnh Thường Quân mua tặng cho ông. Và nếu như mà không có tặng thì chắc có lẽ là thời điểm bây giờ ông không phải còn là sống trong ghe giống như thế này. Bùi Hồ sẽ không nhắc gì về những cái câu chuyện xưa. Mục đích của Bùi Hồ đến đây là chia sẻ hình ảnh của ông Tư sau gần một năm trở về đây thì cuộc sống ông như thế nào ha. Ông Tư có thể bước ra đây được không? Dạ được. Lũ khủ hết à. Cái chiếc ghe này á thì cô bác anh chị thấy rằng là ông Tư chỉ ngồi thôi thì nó đã đụng đến cái nóc ghe rồi. Nói chi là đứng. Đi, việc đi của ông á là chỉ
khom lưng và bò thôi. Nhảy ra khỏi cửa là mới đứng được. Dạ. Đi, ông Tư ngồi xuống đi. Dạ, dạ. Dạ. Khen ông Tư sau thời gian lên đến có một cái thời gian gọi là ghiền rượu á. Tôi gầy nút vô đâu mà. Chứ đâu có lã lồ. Bây giờ con tâm sự với ông Tư tí được không? Dạ được. Sáng giờ ông Tư ăn gì chưa? Chưa ăn gì chứ. Vậy hả? Uống rượu rồi đúng không? Chỉ uống rượu thôi. Vậy hả? Đúng. Rồi tiền đâu mà uống? Có tiền. Tiền bán cái chai luôn kìa. Vậy hả? Tiền cô bác sớm quyền đã cho. Dạ. Ngày nay thì bán ve chai được nhiêu rồi? Cả tháng nay chưa bán được ai. Đó, giờ có bao nhiêu ve chai nữa. Dạ, rồi tối là neo ghe đậu ở đây. Neo ghe đậu rằng phần lắm. Rồi sao bây giờ lại neo ở đây? Giờ đậu đây là chơi với bè bạn anh em uống rượu. Ông Tư bây giờ sức khỏe là sao rồi? Sức khỏe bây giờ thì ông Tư sống hỏng được hết trăm nay. Sao biết vậy? Biết chứ. Ủa cái gương mặt ông bị gì, bị lát gì tâm lắm đến vậy? Không. Bị phỏng. Sao phỏng, phỏng ghê vậy? Bị người ta để đối thủ chích chạy ống máu chảy nè. Coi đâu. Sao ông Tư bị phỏng, sao phỏng? Phỏng tự gì? Ông phỏng bị ông xỉn quá cái ly nước trà. Chứ ông muốn nói gì chân là mô phật đó, mô phật. À ly nước trà ông uống rồi cái nó đưa vô cái miệng uống nó bị chảy nước qua bên đây đúng không? Rồi. Tự nấu nước trà uống đúng không? Đúng. Tôi cúng bà cậu là nửa đêm tôi cúng. Tôi nấu trà tôi cúng rồi bà cậu với trời Phật với con quyền hết tổ. 2 giờ 3 giờ tôi phức ra đầu tôi nấu cái trà cúng cho lại. Ông Tư về trên đây bao lâu rồi ông Tư nhớ không? Tôi nói là tôi sắp chết rồi tôi cũng nhớ nhiều. Tôi biết gần cả năm hay nửa năm rồi. Hơn nửa năm rồi. Đó. Và tới năm trước thì con có đưa ông về dưới. Đúng. Và cũng gần một năm rồi ông quay trở lại đây. Đúng. Cuộc sống của mình nó có tốt hơn không? Ở dưới không tốt, quay về đây sống tốt. Ừ. Ở đâu hợp thì sống ở đó. Đúng. Mình không có đổi thừa con mình mà cũng không mà có không tự... nói dạ. Xấu ai mà dạ. Ai đừng nói xấu chú là không được. Dạ bây giờ con hỏi như thế này, mỗi ngày là được nhiêu tiền bán ve chai với lại người ta cho? Từ cả năm chú về đây bán được có 70 mấy ngàn bạc à. Còn tiền ra cho lâu lâu cô bác ghe xuồng chạy ra cho 50 trăm. Đó. Cho là mua gạo ăn hay là mua rượu? Cho đúng? Mua gạo ăn đó. Ừ. Đó. Tiền bạc hay là này nọ, vật cùng này nọ, rằng đời chú nói với con. Đâu đó gọi gà. Ông Tư nuôi con chó đó hay sao vậy? 2 con ạ. Ở đâu có nuôi? Thằng khỉ đem xuống. Đem hồi nào? Đem hồi năm rồi. À. Rồi bây giờ con hỏi nè. Sáng nay là chưa ăn cơm? Chưa. Rồi không nấu ăn luôn? Không. Có mua tôi mua tiệm gì ăn ông hay là sao? Không mua gì chứ. Sao ông Tư sống con mình mà ông Tư không giữ gìn sức khỏe mình? Ủa giữ chứ. Giữ để cuộc đời nhìn rõ các cô bác gần xa trong nước và nước. Vinh giữ cuộc đời để các cháu để lo cho ông. Nam mô với Phật đời cô tôi đâu đó mà. Nếu mà đời đời người ta để ăn để ám hại tôi không bao giờ thắng. Bồ hồ bác nói là cháu lời bắt rồi nói ra là lúc mà từ ngày bắt về đây em con chưa có đủ cú điện nào để đối với chú bác.
tại số điện ông Tư điện không được hay sao á? Không, điện được và rong điện. Mà điện cho ông cậu lẫn á. Điện hỏi thăm ông Tám đúng không? Rồi, rồi bắt đầu rượu. Mà không điện cho cậu Tám đâu nữa, điện cho ông Dân nhiều. Nhưng mà có điện là hỏi thăm, nhưng khi điện ông Tư không được nên chị không, không điện. Được. Con điện có không được nè. Không được là cha không cho con điện. Đó, mấy cha là... Bây giờ là... là tối là neo ngủ ở dưới này luôn. Rồi... Cha muốn đậu luôn, cha đậu muốn ngủ luôn. Bây giờ con muốn nói là... Là cuộc sống của mình á là cứ thả trôi vậy hoài sao? Đó, trôi nổi chứ làm sao được nữa cháu. Tết vừa rồi có ai lì xì trong Tư không? Không có ai chứ. Con nhớ Út Đồng Tháp có xuống mà. Có. Có lì xì không? Có. Thấy không? À, cái cô Hương Rỡ 1 triệu. Rồi cô Rỡ 1 triệu. Là 2 triệu. À. Rồi còn đồng nào không? Không. Sao hết rồi? Thì có nhiêu đó. Nhưng mà ý câu hỏi là sử dụng giờ còn tiền không? Không, giờ còn, con đừng hỏi. Nếu ngày mới cho bán hết cái này thì cha cũng có tiền sống qua ngày được. Bây giờ là đi chân là ông Tư là đi đứng hết được luôn rồi đúng không? Đi hết được luôn rồi. Chỉ bò thôi. Chỉ bò lần giờ đi thôi. À. Ngày hút mấy gói? Không. Một ngày dân đêm có một gói rồi mà nếu ông Tư mà nhậu á. Một ngày một đêm ha là một gói không hết. Bây giờ còn nhậu nhiều không ông Tư? Không, còn uống lai gai chơi. À. Con nói thật ha. Rồi. Cái từng tuổi này rồi mà sống ở dưới này có mình nè. Rồi có khi nào mình nhậu quá rồi sức khỏe của mình rồi yếu không ai chăm sóc thêm cái nữa. Vậy là đôi khi là bệnh hoạn ai đâu hay. Vậy là con tự nghĩ lo cho những người lớn tuổi với những người già yếu phải không? Dạ. Nhưng mà chú biết. Đó. Giờ chú đậu ghe chú cột vậy đi. Ừ. Rồi lỡ chú cột không đúng. Nó trôi rắp cầu bờ hả quần cùng này nọ. Là cuộc đời của chú còn thế nào? Chú không phải là chú mê ăn, mê nhậu. Không phải mê uống. Nhưng chơi phải có bè bạn, cô bác xuống biển. Đó, quê hương này quê hương cổ chú mà. Bây giờ là còn bơi được không? Còn bơi chút đỉnh. Bơi được đúng không? Đúng. Đêm giờ cẳng thì đi thì bò. Có bị chóng mặt gì không? Không, cũng chóng mặt. Chóng mặt bơi là cấm. Có ngày là gớt xong luôn á. Gớt xong là lội không được đâu. Đúng, cháu nói đúng. Chóng mặt mà khồm mà. Con thấy ông mà Tư mà khồm á. Khồm xuống mà vớt cái chai nước á. Giống giờ mình đây qua bên trong thiệt. Bình thường á thì chú dòm được. Bình thường là chú dòm. Ông trời ông xây bột. Dòng sau là thấy ai không trùm rướng tà lá. Bố Phật hẹn coi, năm bố Phật. Vì sao lại khóc ông Tư? Quá trắng cuộc đời. Vì sao chán? Tại ông không còn dính dự mà đời xấu nữa. Thấy mọi người có quay lưng ngoảnh mặt với mình không? Có chứ. Vì sao? Có chứ là ông ấy là rất mắt. Nhưng mà vì sao là lại quay lưng ngoảnh mặt như vậy? Bị người ta để là có ăn, có mặt, có nhà, có cửa. Không, mình... Có quy, có đính. Ngày nãy ông không có quy, không có đính. Ông không có nhà, có cửa đúng không? Đúng. Người ta đánh giá ông. Nhưng mà ngày xưa có nhà ông Tư có đốt đi mất tiêu. Không. Nhà đốt đi, nhà này còn à. Năm mới với là vật là túi. Ôi ông Tư không khóc nữa, Tết mới năm mới. Về đây thấy nó vui hơn, lau nước mũi. Vui hơn. Lau nước mũi đi ông Tư. Có dặn chú vui hơn. Vui hơn đúng không? Vui hơn là sống ở Cà Mau. Sống ở đâu cũng được.
bà sống đâu cũng vinh dự. Nếu như ông Tư thích sự tự do, không thích sự mình đầy con của mình nó chăm sóc mình quá thì ông Tư về đây sống. Tuy nhiên mà khi ông Tư về sống á thì ông Tư và chị á cũng phải là thường xuyên điện thoại để mà kiểu hỏi thăm nhau. Chứ bây giờ cứ ông Tư sống cái cuộc sống mà cứ lên đền như cái đám lục bình trôi ngoài kia kìa. Không. Như đám bồ lục bình trôi đó, nó không biết ngày nào nó tấp ở đâu hết á. Rồi thậm chí là cuộc đời của ông Tư nó cứ bồng bềnh vậy á, không biết đâu là cái chỗ nương tựa cuối cùng. Đúng, nương tựa cuối cùng tôi có đảng nhà nước ở địa phương đây. Dạ vậy thì được rồi. Con đời tôi không liên lạc cho con tôi hiểu à. Thôi vậy thì ông Tư con tôn trọng cái quyết định của ông Tư. Thì nhưng mà ngày nay con quay lại vì ông Tư biết vì sao con quay lại thăm ông không? Đúng. Nhưng mà chú ngày nay chú xuống là tôi biết chú quay để lý bằng cái lời nói cái ru từ Cà Mau về đây. Rồi cuộc đời con tôi nó có lên đây, tôi đối xử với ngoài đời xã hội với hai quật cùng này nọ. Nói thẳng với chú rồi. Con thì không có nhắc về cái chuyện cũ nhiều. Cái chuyện cũ đã là quá khứ rồi. Còn đời con tôi ông Tư thì thích sống tự do thì ông Tư lên đơn như thế này cũng được không đó, sao. Đời tôi sống còn chị thì cũng phải chăm sóc hai đứa cháu của mình, cháu của ông. Nên là nữ là ông Tư cảm thấy vui là được rồi, sống ở đâu cũng được á. Tôi vô bằng nếu như mà sống nó có ràng buộc quá thì đôi khi ông Tư lại sống ông thọ nữa. Đúng. Nên là nữ thôi, sống vậy được thì đừng có khóc. Tôi trở về đây, tôi lưu biểu vậy như lục bình trôi. Đã ra đi thì mình quyết định mình ra đi thì mình không bao giờ ra mình quay lại. Quay lại. Dạ. Nhưng mà con nói rồi. Rồi. Là làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Đúng. Ngày hôm nay con gặp ông Tư là thấy ông Tư so với một năm trước là rất là sức khỏe rất là xuống nha. Đúng. Từ cái vấn đề đi đứng á, từ cái vấn đề mà gương mặt và thậm chí là cái cách chăm sóc bảo vệ cái cơ thể của mình á. Đúng. Xuống lắm. Nên là nữ là sức khỏe của mình là quan trọng. Nhà có cậu Tám ở đây thì có gì nói với cậu. Đừng mà đừng tôi nói hẳn chú luôn, không cần nói ai. Nghe luôn sống lưu gì cô bác chết rồi hay sinh cái chú cái dưỡng đó hả bác này nọ sao ghe ông trôi vậy hay là nó ông chết đó. Tôi cảm ơn thôi, tôi không có cần thiết bằng cái chỗ nào tất cả bằng bữa nay tôi cho chú quay tôi thành thật luôn. Cho quay mừng không? Ở vui không? Vui. Thấy con xuống bất ngờ không? Cháu à, hồi xưa đó cháu kêu rồi chú là cháu. Ngày ăn được mấy bữa cơm? Không có ăn được gì chứ. Bao tử tốt lại đâu ăn được nữa đâu. Bởi cái máy của chú là máy công Nhật. Máy Nhật chạy lâu hoài ngày không bảo quản thì nó cũng hư thôi. Mà phải hư mà chú biết rằng chú sống không hết năm nay. Cô bác phải chết. Cô bác của anh chị biết không là khi một Bùi Hồ mà đưa ông về á, lúc đó cảm xúc của Bùi Hồ và của mấy anh em á xúc động lắm. Vì đâu đó rằng mình có thể, mình nghĩ rằng mình giúp được ông Tư tìm lại đứa con đất lạc của mình mấy chục năm. Cái đó nhưng mà sau khi thời gian sinh sống thì ông Tư cảm thấy là rằng mình thích hợp với con sông này hơn. Đúng. Nên ông Tư lại lặng lẽ ra đi rời khỏi Cà Mau để mà về đây sinh sống nè. Cái cuộc sống vẫn như vậy, vẫn bình thường, vẫn như ngày xưa. Không dám này giờ tôi muốn bay đâu tôi bay, muốn đậu đâu đậu. Mình nếu như mà mình nói rằng một cái câu chuyện á, mình trách ông Tư cũng không được và trách chị Hường cũng không được. Vì gần chị Hường khi mà Bùi Hồ cũng ở dưới nhà chị á, cũng biết là chị cũng có thời gian rất là tận tụy để mà chăm sóc cho ông Tư. Đối xử với cha chứ gì. Dạ, và đối với ông Tư á thì cũng từng sống mấy chục năm ở trên cái con sông này quen rồi. Nên là nữ đâu đó là về nhà sống ở trên bờ, cái cảnh ở trên nhà thì nó lại không vui. Mà niềm vui của ông Tư đó là sống trên cái dòng sông này. Thôi thì số phận của mọi người mỗi khác nhau. Được. Nghiệp quả nó cũng khác nhau. Nên là nữ là nói cách gánh chịu cũng phải khác nhau. Nên là nữ thôi thì đánh người chạy đi ai đâu mà nỡ đánh người chạy lại.
chỉ mong rằng khi mà thước phim Bùi Hồ chia sẻ lên như thế này á, thì cô bác quý anh chị sẽ đồng cảm hơn về hoàn cảnh của một ông cụ nhặt ve chai lên đên như vậy thôi. Rồi, và chỉ mong rằng con chỉ mong rằng là ông Tư á, chỉ mong rằng như thế này nha. Rồi. Không muốn nói với mình như này. Hạn chế uống rượu lại. Con biết là ông Tư ghiền rượu rồi. Không. Nhưng mà hạn chế lại. Tôi nói luôn thầy danh dự, ghiền rượu tôi không ghiền. Nhưng tôi buồn và về cái tâm sự cuộc đời con người ám hại cuộc đời tôi. Tôi uống rượu chơi thôi. Vậy thôi, mình buồn. Mình buồn chuyện đó thì mình kiếm chuyện khác làm niềm vui, chứ mình vui vui. Kiếm chuyện khác thì tôi với cây chai về chứ rượu ơi. Vui vào bia rượu thì có đấu được gì đâu. Còn cái rượu chè đối với tôi không thành đại. Nam mô Phật, cô bác trong nước ngoài nước thông cảm đời nói tôi thành thật. Tôi thầy với chậu phân hoàng, vũ cha tôi không việc. Một năm hay nửa tháng mời tôi uống một ly rượu trăm ngàn tôi không giờ bưng ly. Mà tâm sự của tôi uống để tôi chơi là bè bạn là sống việc. Muốn cần thiết uống tôi sẵn sàng chơi. Dạ. Đó. Cái này là cái này chai này bao nhiêu tiền một ký con quên rồi. Cái này theo đáng lẽ là 100 mấy. Còn chai kia? Còn cái này thì có 5-6 ngàn bạn à. Chai này 100 mấy chục ngàn ký hả ông Tư? Ừ. Gì mắc vậy? Bởi mũ mềm. Dạ. Mũ mềm. Còn chai này? Đây nè, nó đó. Đồng lọc nó. Này hả? Này là 100 mấy hả? Ừ. Thiệt không? Mũ mềm, thiệt. Bây giờ năm nay lên giá rồi. Lượng mũ cũng lên giá nữa. Ừ. Ai lên mua giá. hai chậu bông Dân Thọ cho ông Tư á? Cái đó là chú mua người ta cho hai chậu cho cậu Tám hai chậu rồi. Nhiêu tiền? 30 ngàn. 30 ngàn hai chậu hả? Hai chậu. Chậu 15 ngàn. Ừ. Để lên ăn Tết hả? Để chân chơi. Dạ. Tết nên cứ mua gì cúng không? Có mua con vịt. Mua con vịt cúng. Bữa mùng mấy? Bữa 29. Rồi mùng 1. Mùng 1 thì con vịt đó với ký thịt heo kho rượu để cúng cha. Ai kho? Tôi kho. Ông Tư kho luôn? Kho cúng luôn. Kho được không? Được chứ. Được không trời? Đó. Kho sao? Kho gừng. Kho gừng. Đó, ruột cúng trời Phật rồi bắt đầu chặt vịt ra kho lại gừng. À, con vịt là luộc xong rồi cúng. Cúng. Cúng xong cái mình chặt cái mình kho gừng lại. Đúng không? Đúng. Rồi, gần thịt. Còn thịt heo thì kho rượu. Được mấy người bạn lại nha, lại ghê. Cũng bây giờ cũng như vậy chị nè. Không biết ai. Hả? Mà đời chú chơi á, bây giờ trời để chiều nè. Thằng cháu. Đó, có bạn. Tới chơi tìm kiếm đâu đó không à. Chú đậu vậy đó, chơi vậy đó. Thì chú nói với cháu hết rồi với trong nước. Bữa nào đi về Cà Mau với con không? Cái đó là chú niệm Phật thôi. Không có đi không? Con chở đi. Không. Không ha. Thà chú chết ở Hậu Giang này với chú không về Cà Mau. À dạ, vậy thôi, về không về thôi chứ biết sao giờ. À. Nhưng mà thôi, năm mới rồi, chuyện đúng. Cũ mình bỏ qua. Đúng. Để sống cuộc sống sao vui vẻ là được là tốt rồi. Đúng, chú vui ôi. Vẻ sống ngoài đời cháu hỏi hết quê hương đây đi. Rằng, đó. Con Cà Mau là chú không về. Dạ. Đó, nhớ đợt rồi có thằng con của chú lên với gái. Chú không nói con cũng vẫn biết gì. Con cổ cảm hờn với thằng Thầm Vân có lên Tết vừa gọi nha. Đúng, mới lên mười mấy ngày nữa. Mới Tết vừa gọi chị Hường lên thăm. Đúng. Với lại anh Hân. Ừ. Lên thăm ông Tư. Mấy người, mấy chiếc xe? Thì hai đứa không biết bao nhiêu cái kia. Kệ đó. Rồi hai chị em đi thôi. Hai chị em đi. Rồi hai chị em cứ lên đây rồi ở mấy ngày. Đi chút khiếu xuống nhà chú ba vậy đó ăn nhậu. Xuống nhà ông ba. Ừ.
Rồi có ông Tư không? Không. Rồi ông Tư nhậu với chị Hường ở đâu? Ngồi nhà cậu Tám. Ông Điện Điện con về. À, vậy là cậu có nghĩa là ngồi làm tiệc ăn Tết bữa mùng mấy nhớ không? Mùng 3, mùng 2 đó. Đó. Mùng 3 hay mùng 2 vậy là chị Hường lên đây. Ừ. Có thằng Đăng Dân Hải không? Không. Có vậy được rồi vậy. Đúng rồi, vậy cũng tốt rồi. Vậy con cháu là con hai đứa con lên thăm gì là mừng rồi. Đúng rồi, phải không chú? Vậy là hạnh phúc rồi, còn gì nữa? Đúng rồi. Nhưng mà tôi không được lì xì nhiều không? Tôi lì xì một đứa 1 triệu. Trời, ai lì xì chị Hường lì xì trong tư? Tôi lì xì trai tôi 1 triệu. Hai cháu ngoại, hai đứa 2 triệu. Con gái 1 triệu, 4 triệu. Làm gì có 4 triệu? Ủa, với cái trai ông dịch mà, nghèo quá. Thì không đó, con đang quay lên mạng đó nha. Có, để con điện chị hỏi chị Hường nè. Rồi, hỏi đi. Để con điện thoại hỏi chị Hường nè. 4 triệu không Hoàng? Con điện liền luôn á. Tôi cho chú điện đi. Đó. Cuối cùng con tôi tặng lại tôi 2 triệu nhưng mà tôi không nhận. Rõ không? Thẳng. Chưa, đợi con tí nha. Rồi, đợi. Thẳng. Ủa, tôi làm cha mà. Thẳng. Đâu đó hả gặn? Tí gặn. Bây giờ còn được mấy triệu cho xin đi. Bây giờ không còn bạc nào nữa. Ủa, làm cha phải thương con. Thì đúng rồi đó, nhưng mà chú. Trai già vớt chơi trai mà sao rồi dám chơi với xã hội vậy đó. Chơi với con chơi xã hội gì hả? Đó, chú bắt sự coi đúng không? Thôi vậy là coi như cũng đã ấm lòng đúng rồi. Không à, ấm lòng cho những người chú. Quay thước phim như Bùi Hồ này của bác anh chị đó. Tôi thằng vớt cái chai trôi nổi đó ngày này mà đó, nhưng con tôi lên thăm được tôi mừng. Tôi ngước mắt cái con đó mà. Đó, bằng cho hai đứa cháu 1 triệu, con gái 1 triệu, thằng trai 1 triệu, 4 triệu bạc. Thẳng. Vậy là im rồi. Đó. Vậy là giành được 4 triệu. Đúng. Rồi rặn chú. Đó, để tôi nói chung mình chú hỏi trên mạng đúng không? Thẳng. Đợi tôi ăn nói rõ ràng chứ tôi không bao giờ thay đổi. Rồi gặp con mình vui không? Vui chứ. Ôi, không điếu đuốc ngược kìa. Không, không thì đó thôi. Hả? Vui. Đó, chú xem vợ gặp. Thôi, trong cách đó, nói nào nghe. Alo, alo, alo. Alo. Anh Hưng hả? À. Em Bùi Hồ nè. À. Đang làm gì đó? Đang ở nhà không à? Vậy hả? Nghe nói Tết anh đi Hậu Giang hay vậy? Ừ, bữa anh với Hường có đi chảnh. Đi sao không cho em hay? Sao không cho em hay? À, bữa đi bữa mùng 2 đi chút về đi lên 2 tiếng họ về rồi. Vậy hả? Đi với chị Hường. Trời nó rẹt chứ. Anh nghe tiếng ai quen không? Hả? Anh nghe tiếng ai kêu quen không? Em đang chán ai vậy? Ai? Con biết tiếng cha không con? Biết chưa? Đó, biết sao à? Ông Tư ông nói lì xì cho anh 1 triệu anh Hưng. Ừ. Ô trời dữ ha, ông Tư ông giàu dữ anh Hưng. Thì anh lì xì lại anh đâu có ấy đâu. Ờ. Nhưng mà tình cảm cha con vậy là được rồi, chúc mừng anh nha. Yeah. Em bữa nay đi Hậu Giang về em ghé ông Tư nè. Nói thiệt chú, đời tôi đủ dám chơi em chịu. Ừ. Coi như là trọn vẹn rồi. Thì thôi ông Tư ông sống ở trên này em thấy là cũng vui vẻ là cũng được, lâu lâu lên thăm vậy hỏi thăm ông Tư vậy là được rồi anh. Thì chắc lâu lâu anh lên vậy á. Ờ, cậy cho cha sống ở trên này đi, dù sao thì cha cũng chọn thích cuộc sống tự do thì mình cứ cho cha theo ý nguyện của cha chứ biết sao. Hả? Mà nhưng mà mình nhìn thấy thì mình xót thôi, nhưng mà thật ra mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ừ. Chừng nào có vợ cho em hay nha. Rồi, vậy đi anh ha. Dạ, xin lỗi con.
em con nói chuyện vậy cha là dám bảo vệ cho con, cha dám đứng cứ vệ con đàng hoàng để kiếm bí cho nội. Đấy, em con cũng là để nói chừng nào con có lập gia đình cho nó hay. Tại sao con đối xử cha bằng trái cách? Thôi, đừng làm vậy đi. Rồi, được anh Hân, cảm ơn anh Hân. Rồi, rồi. Gỡ thẳng với chú. Rồi. Thôi, được rồi. Coi như là con cũng thấy nó hạnh phúc rồi. Rồi. Gặp được nhau, biết được nhau, biết nơi ở và tìm được về ba của mình. Rồi, ông mới biết con của mình. Với người phải vậy là được rồi. Nè, con tặng cho ông Tư chai dầu. Rồi, nói thẳng chú. Rồi, giữ không? Cẩn thận. Tí xíu nữa con gửi cho ông ít tiền, nhưng mà con không có quay lên vì nhưng mà chút xíu không, chút xíu vì tôi cũng cảm ơn. Đây, có người với người. Chú nghe con tôi nói chuyện thôi. Con đời tôi thành thật đó, tôi cho chú điều rõ ràng không? Cố thẳng đi chú, đời tôi. Tôi nói tôi cho chú quay là coi chú Út Lồ có xuống đây nhưng mà tôi không cho. Không chịu quay đúng không? Gặp Bùi Hồ dễ thương quá mà đúng không? Đúng. Nói vậy chứ thôi, năm mới rồi con chú ông Tư sức một năm năm nay làm ăn lượng với chai càng ngày càng nhiều hơn. Và đặc biệt là con ông Tư cũng sẽ lên thăm ông Tư nhiều hơn. Ram mọi chuyện cũ cho qua. Chú ông Tư luôn có sức khỏe dồi dào. Tôi bỏ qua hết trơn. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý thân năm nay tâm chú đến thăm tôi cho ông Tư. Tôi vô Phật râu ráo ngoạc đã từng ủng hộ cho ông Tư nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn khác nói chung. Dù sao mà dù gì đi nữa thì cuộc sống mà mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng và có cách suy nghĩ riêng. Những chuyện cũ mình sẽ bỏ qua, mình sẽ hướng về một ông cụ từng sinh sống ở Nhật vô chai. Cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.